Xin chào quý khán giả của Carolina TV. Tuần lễ thứ nhất tháng 8 năm 2018. Bài viết loay hoay mãi vẫn cứ lì một chỗ. Tác giả nhà báo Phạm Trần, Trần Hưởng Lược Thuật. Thưa quý vị, lãnh đạo Việt Nam hô hào đổi mới nhiều bao nhiêu thì cán bộ đi giật lùi bấy nhiêu. Đảng chỉ đạo rằng thì là phải tuyệt đối kiên định chủ nghĩa Mark lênin và trung thành với đảng, thì càng có nhiều đảng viên lại tự diễn biến và tự chuyển hóa bó đáng, đòi bầu cử tự do và dân chủ nhân quyền. Theo lời Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư Trần Quốc Vượng, qua báo Quân đội Nhân dân, ngày 16 tháng 5 2018, thì khi đảng phát động phong trào toàn dân toàn đảng phải học tập và làm việc theo tư tưởng đạo đức phong cách chủ tịch hồ chí minh thì nhiều người đứng đầu chỉ muốn tổ chức thực hiện chỉ thị hình thức chiếu lệ còn người chịu trách nhiệm trực tiếp việc học theo bác tức trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thưởng thì xác nhận rằng vẫn còn tình trạng làm qua loa đối phó chưa thực sự cầu thị, bệnh thành tích, bệnh hình thức ở nhiều nơi vân vân. Sinh viên, học sinh từ trường đạo đến trường nhà nước đều chán đến tận mang tai môn học lịch sử Đảng và chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng bác hồ vì rằng nội dung toàn nói hay cho đảng và sặc mùi tuyên truyền nhưng vẫn phải học vì là môn bắt buộc nếu không học thì không cho tốt nghiệp dù có giỏi đầu lớp hay đầu trường nhưng tại sao lại lung tung xòe như thế vào lúc bộ chính trị ban bí thư, ban tổ chức trung ương và hội đồng lý luận trung ương họp bàn các văn kiện sẽ trình ra hai hội nghị trung ương 8 và 9 và chuẩn bị tài liệu tổ chức đại hội đảng 13 dự trù vào đầu năm 2021. Lý do vì khi phải học lời bác dặn cần kiệm liêm chính trí công vô tư thì lãnh đạo lại tham lam độc tài và coi đó là chuyện của người khác và của kẻ thừa hành nên cả nước không thèm nghe theo thứ đến là khi phải nghe đảng khoan hồ mãi chuyện quá độ lên chủ nghĩa xã hội mà chẳng biết bao giờ mới tới để xem mặt mũi nó ra sao nên ai cũng nản như vậy thì hèn chi mà rất nhiều đảng viên và người dân không còn muốn liên hệ máu thịt gì với đảng nữa mà muốn thoát ly khỏi cái sai lầm của lãnh đạo là cứ muốn tiếp tục duy trì chế độ cộng sản dù nó đã bị nhân dân nước nga thủ phủ của thế giới cộng sản và nhân dân các nước đông âu vứt vào thùng rác từ khuya lắm rồi vì vậy, chiêu bài chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc hay cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với chủ trương đổi mới từ năm 1986 chẳng qua chỉ là tấm bình phong che đậy của một nhà nước độc tài và một chế độ độc đảng phản dân chủ. Do đó, những nhà tư tưởng cộng sản giáo điều và bảo thủ của Việt Nam đã từ lâu đề cao chủ trương đổi mới nhưng không đổi màu và hội nhập mà không hòa tan. Những ai đòi Đảng đổi mới kinh tế thì phải đổi mới chính trị để dân thật sự làm chủ đất nước tự quyết định tương lai chính trị của mình phải có bầu cử tự do dân chủ và tam quyền phân lập thì liền bị lên án phán động phản cách mạng hay còn bị chụp mũ là tay sai của các thế lực thù địch và diễn biến hòa bình do mỹ giật dây những lập luận viễn vông như kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và dân chủ xã hội chủ nghĩa ghi trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bổ sung và phát triển năm 2011 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng là những thứ không có trong thực tế và sai lầm từ cơ bản bằng chứng cho tới nay sau 32 năm đổi mới từ 1986, Đảng vẫn chưa giải thích được ý nghĩa đích thực của lập luận dở răng dở đèn làm kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa mà lại phải theo định hướng xã hội chủ nghĩa là định hướng như thế nào. Vì vậy đã có nhiều chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam phê bình Đảng đã ớm ở đánh lận con đen khi nói như thế để che đậy chủ trương làm kinh tế phải do Đảng lãnh đạo và nhà nước quản lý độc tài. Khoản 1 của điều 51 Hiến pháp năm 2013 đã nói rõ âm mưu này rằng nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo khi nói về dân chủ xã hội chủ nghĩa thì miệng lưỡi tuyên truyền của đảng luôn luôn rêu rao dân chủ phải đi đôi với kỷ cương để bảo vệ quyền làm chủ của nhân dân nhưng khi quyền này lại do nhà nước quản lý thì cũng như không phải không thưa quý vị cũng giống như chuyện bầu cử hội đồng nhân dân và quốc hội thì luôn luôn là đáng cử dân bầu thì có phải cử tri là bù nhìn không lối lập luận nhập nhằng của thứ dân chủ trá hình ở Việt Nam còn được trắng trợn viết trong điều 53 hiến pháp năm 2013 rằng theo đó đất đai tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do nhà nước đầu tư quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý tất cả những lập luận và kết luận kiêu căng và không chứng minh được của hàng ngũ lãnh đạo và tư tưởng của việt nam phần nhiều nói ra chỉ để sướng miệng vì không phản ảnh được sự thật của những việc đang xảy ra trong cuộc sống của dân vì vậy tình trạng tự diễn biến và tự chuyển hóa để diễn biến hòa bình theo chủ nghĩa tư bản đang diễn ra phức tạp trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam như chính nghị quyết 4 Trung ương ngày 30 tháng 10 2016 thú nhận rằng tự diễn biến, tự chuyển hóa về tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên là một vấn đề hệ trọng liên quan đến sự tồn vong của đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Để ngăn chặn, ngày 7 tháng 12 năm 2017, ủy viên Bộ Chính trị, thành viên thường trực Ban Bí thư, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị vừa ký ban hành quy định số 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm bằng khiển trách cảnh cáo cách chức đến khai trừ. Những hình phạt tuy nhiều nhưng nội dung không mới vì các chứng bệnh không làm theo lệnh đảng, lười học tập nghị quyết, nói không đi đôi với việc làm, công khai chỉ trích lãnh đạo, tình trạng đồng chí nhưng không đồng lòng, phê bình bè dịu chủ nghĩa Mark Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi dân chủ đa nguyên đa đảng đã dâm gian trong nội bộ từ khóa đảng 7, thời ông Đỗ Mười làm tổng bí thư tháng 6 năm 1991 đến tháng 12 năm 1997. Từ thời ông Lê Khả Phiêu làm tổng bí thư khóa 8 sang hai khóa 9 và 10 thời ông nông Đức Mạnh rồi chuyển qua hai khóa 11 và 12 thời Nguyễn Phú Trọng thì thấy càng về sau gần 30 năm dài từ 1991 đến 2018 những chứng hư tật xấu và khuyết tật của cán bộ đảng viên không bớt mà chỉ thấy tăng cao đến mức đe dọa cả sự sống còn của Đảng. Như vậy thì rõ ràng Đảng Cộng sản Việt Nam càng loay hoay bao nhiêu thì chứng u lì một chỗ của cán bộ đảng viên càng dài ra bấy nhiêu. Trân trọng kính chào quý khán giả Trần Hưởng Carolina TV.